Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai, 29 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ từ chiều tối nay sang tới ngày mai, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hết sức đề phòng. Mưa trở lại là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên từ đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 cho tới 100mm trong vòng 24 giờ. Trong cơn dông, người dân cần cảnh giác với khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5, phía bắc đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 1,5 tới 2,5m. Do có mưa, trời sẽ tương đối mát mẻ. Và ban ngày thì mức nhiệt độ cũng chỉ phổ biến quanh ngưỡng từ 24 tới 27 độ. Từ ngày 30 tháng 4 trở đi, thời tiết sẽ tạnh ráo hơn, mưa chỉ còn vài nơi. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt tăng trở lại trong ngưỡng từ 28 tới 31 độ. Khu vực Tây Bắc là từ 31 tới 33 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa tới Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 80mm. Có nơi mưa rất to trên 100mm trong vòng 24 giờ. Do mưa dồn dập trong thời gian ngắn, nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi là rất cao. Với khu vực Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế, ít chịu tác động của hệ thống gây mưa phía Bắc, nên có chăng cũng chỉ xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác về chiều tối. Lượng mưa không đáng kể. Khu vực còn lại từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, ban ngày trời có nắng, mưa xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối. Lui về phía Nam, tại khu vực Tây Nguyên trong tối và đêm nay vẫn có mưa tại một vài nơi, tập trung các tỉnh phía Nam như Đắk Nông, Lâm Đồng. Sau đó trong 3 ngày tới, thời tiết chỉ phổ biến có mưa ở vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 30 tới 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 32 tới 35 độ. Về chiều tối sẽ có mưa rào rải rác, cục bộ sẽ có những điểm có mưa với lượng khá, kèm theo hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh. Phần tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, 29 tháng 4 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời mát, có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, chiều và đêm vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 tới 27 độ, phía Nam từ 28 tới 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Ngày gió đông bắc cấp 3-4, đêm tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Ngày gió đông nam cấp 3-4, đêm chuyển gió đông bắc cấp 4-5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam đến đông cấp 3-4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông bắc cấp 3-4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.